Chiều ngày 8 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục có thêm một người tử vong, một người bị thương trong lúc đi qua khu vực bị sạt lở do mưa lớn. Như báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, sáng ngày 8 tháng 7, mưa to khiến cả vạt đồi ven tỉnh lộ 177 qua huyện Hoàng Su Phi, Hà Giang, sạt lở tại khu vực km số 36, thuộc địa phận xã Nậm Ti, huyện Hoàng Su Phi. Cả khối đất lớn đã vùi lấp một xe bán tải, song tài xế lái xe bán tải kịp thoát ra ngoài. Đến chiều ngày 8 tháng 7, lực lượng cứu hộ đã san gạt xong lớp bùn đất, đưa được chiếc xe bán tải ra khỏi đống bùn trong tình trạng bị hư hỏng nặng. Mưa lớn cũng đã làm sập hoặc sạt lở đất đá vào 14 ngôi nhà ở huyện Hoàng Su Phi, khiến một cháu bé thiệt mạng do bị vùi lấp. Nạn nhân được xác định là cháu D, sinh năm 2011, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Tả Sử Chón. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, một tài xế xe ôm thường trú tại thôn Quang Tiến, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phi chở khách qua địa điểm trên thì đất đá bên trên tiếp tục sạt lở xuống, khiến tài xế là anh B, sinh năm 1976, bị vùi lấp tử vong. Còn khách đi xe ôm là anh L, sinh năm 1988, trú xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phi, bị thương. Như vậy, tổng cộng có 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương và 1 tài xế xe bán tải thoát nạn khi xảy ra mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang vào ngày 8 tháng 7. Chiều tối ngày 8 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã thông tin ban đầu về vụ cháy khủng khiếp tại một cây xăng trên địa bàn xã Yên Phụ, gây thiệt hại lớn về tài sản. Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, một xe bồn chở xăng khi đang tiếp nhiên liệu cho cây xăng Định Nga trên tỉnh lộ 286 ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong thì xe bồn bất ngờ bốc cháy và lan vào cây xăng. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại cây xăng với ngọn lửa bốc cao kèm khói đen cuồn cuộn và nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân xung quanh hoảng sợ khi xung quanh khu vực hiện trường vụ cháy là nhà dân. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an tỉnh Bắc Ninh cùng công an huyện Yên Phong và lực lượng chữa cháy của công ty Samsung đã huy động 8 xe cứu hỏa với hơn 100 chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy cùng tổ liên gia chữa cháy của xã Yên Phụ tham gia cứu hỏa. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khu vực cây xăng trên đã bị lửa thiêu rụi. Hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp hỗ trợ khắc phục hậu quả, xử lý lượng xăng, dầu chảy tràn ra môi trường sau sự cố trên, đồng thời điều tra, làm rõ vụ việc. Sau một tuần xét xử vụ án in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, chiều tối ngày 8 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án bà trùm Hoàng Đặng Trần Mỹ Trang, sinh năm 1973 và em ruột là Hoàng Ngọc Phượng Trân, sinh năm 1981. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang 5 năm tù, Hoàng Ngọc Phượng Trân 4 năm tù, Ngô Thị Bích Thủy, sinh năm 1977, kế toán 4 năm 6 tháng tù về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Ngoài ra, 36 đồng phạm liên quan trong việc thực hiện hành vi phạm tội của Mỹ Trang bị tuyên phạt tiền từ thấp nhất 100 triệu đồng tới cao nhất 1,2 tỷ đồng. Án phạt tù từ thấp nhất 9 tháng tù treo đến cao nhất 5 năm tù giam về tội mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Đồng thời, tòa tuyên hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng đối với một số bị cáo. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo có trách nhiệm nộp lại các khoản tiền đã thu lợi bất chính. Đồng thời, tiếp tục kê biên 4 xe ô tô, bất động sản của các bị cáo để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Theo hội đồng xét xử, từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 3 năm 2023, Mỹ Trang sử dụng 31 công ty mà xuất bán 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng giá trị trên hóa đơn sau thuế giá trị gia tăng là hơn 4.424 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 389 tỷ đồng. Nhiều cá nhân, pháp nhân dùng hóa đơn giá trị gia tăng khống đó để quyết toán, kê khai nhằm trốn thuế. Hành vi của các bị cáo gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước đặc biệt lớn. Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận vừa tạm giữ hình sự đối tượng TVH vì đã có hành vi xâm hại tình dục bé gái mới 10 tuổi. Ngày 8 tháng 7, thông tin từ Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết, qua xác minh, truy xét, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng TVH để điều tra vụ xâm hại tình dục trẻ em. Trước đó, tối ngày 2 tháng 7, trực ban hình sự, Công an huyện Hàm Tân tiếp nhận tin báo từ Công an xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân về việc nhận được thông tin từ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện do Tổng đài 111 bảo vệ quyền lợi trẻ em của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao đổi có xảy ra vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Vụ việc xảy ra vào ngày 13 tháng 6,
tại thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân. Nạn nhân là cháu H, sinh năm 2014, ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, công an huyện Hàm Tân đã cử lực lượng đến nhà vận động, động viên và thuyết phục cháu H cùng những người liên quan cung cấp thông tin làm rõ vụ việc. Sau khi nắm bắt thông tin, công an huyện Hàm Tân đã xác định đối tượng TVH, sinh năm 1986, ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân là nghi phạm của vụ án. Tại cơ quan công an, đối tượng TVH đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào chiều ngày 13 tháng 6, TVH đang ở nhà thì thấy cháu H là con gái riêng của vợ đang xem điện thoại một mình ở trong phòng, nên đối tượng đã tiếp cận cháu H và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, TVH uy hiếp, dặn cháu H không được nói với ai, nếu có ai hỏi thì phải nói là bị cây đâm. Do bị mất máu quá nhiều, nên cháu H bị choáng, ngất xỉu, được mẹ ruột là chị K và đối tượng TVH đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương ở bộ phận sinh dục nghiêm trọng, sau đó cháu H được chuyển vào bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Hiện, công an huyện Hàm Tân đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng TVH, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tại họp báo chiều ngày 8 tháng 7 của Bộ Công an, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã thông tin thêm về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn và cho biết, cơ quan điều tra thu 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ. Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng C03 cho biết thêm, quá trình điều tra, C03 đã khởi tố 23 bị can ở 5 nhóm tội danh, gồm vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Hiện, cơ quan điều tra Bộ Công an củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi sai phạm với các đối tượng có liên quan, mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản thất thoát của nhà nước. Những tháng qua, đơn vị chức năng đã tạm thu giữ gần 40 tỷ đồng trong vụ án trên. Thời gian tới, cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng sai phạm trong việc đấu thầu, triển khai các dự án của tập đoàn Phúc Sơn, đồng thời tập trung các lực lượng điều tra mở rộng vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước và đề xuất xử lý nghiêm các sai phạm, Đại tá Nguyễn Quang Phương cho biết. Ngày 8 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang mở rộng điều tra vụ Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, liên quan đến hành vi đầu độc nhiều người thân bằng chất độc cyanua. Theo lời khai ban đầu, Bích và chị dâu xảy ra mâu thuẫn về việc sửa nhà, mua bồn rửa bát và một phần cũng do nợ nần trong làm ăn nên Bích nảy sinh ý định dùng cyanua đầu độc cháu ruột T, sinh năm 2006, còn chị dâu. Ngày 22 tháng 6 năm 2024, thấy mặt cháu T nhiều mụn nên Bích mua thuốc dạng con nhộng ở tiệm thuốc Tây, nhét cyanua vào rồi đưa cho cháu uống. Uống xong, T rơi vào hôn mê, mất tri giác và được người thân đưa vào bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cấp cứu. Bích còn khai, do chồng cờ bạc nên giữa tháng 10 năm 2023 đã bỏ cyanua vào thuốc khiến chồng tử vong. Và cũng vì mâu thuẫn với em gái, Bích đã đầu độc hai con của em gái mình, sinh năm 2017 và 2011, vào đầu năm 2024. Từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, năm người thân của Bích gồm cha, chồng, con và hai người cháu tử vong do các triệu chứng giống nhau liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim. Sau cái chết của chồng, con thì Bích được hưởng khoảng 800 triệu đồng tiền bảo hiểm, đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 9 tháng 7, nắng nóng tiếp diễn và tăng cường độ ở hai miền Bắc và Trung. Đồng thời trên Biển Đông có thể sắp xuất hiện một vùng áp thấp. Dữ liệu quan trắc khí tượng trên cả nước ngày 8 tháng 7 cho thấy, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ C, một số nơi cao hơn mức chung như Tây Hiếu, Nghệ An 37,9 độ C, Quỳ Hợp, Nghệ An 37,6 độ C. Hôm nay 9 tháng 7, nắng nóng sẽ tiếp diễn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Tại Hà Nội, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Sơn La và tỉnh Hòa Bình hôm qua 8 tháng 7 đã có nắng nóng 34 đến 35 độ C. Nhưng hôm nay 9 tháng 7 sẽ có nắng nóng cường độ mạnh hơn với nhiệt độ phổ biến khoảng 35 đến 36 độ C, độ ẩm còn 55 đến 60% gây cảm giác oi bức nhẹ. Theo các chuyên gia khí tượng, về cơ bản,
đợt nắng nóng này ở miền Bắc và miền Trung sẽ kéo dài đến khoảng ngày 13 hoặc 14 tháng 7. Nhưng về chiều và đêm vẫn có thể xuất hiện những cơn mưa dông cục bộ, diện hẹp do hiệu ứng dông nhiệt gây ra. Trung tâm Dự báo Khí tượng, Thủy văn Quốc gia cũng thông tin, sáng nay 9 tháng 7, tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở Nam Bộ đã có mưa dông. Cơ quan khí tượng đã phát bản tin cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập úng tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Thuận. Các chuyên gia khí tượng cũng cho biết, hiện tại ở miền Nam Philippines đang tồn tại một vùng nhiễu động, có thể phát triển thành một vùng áp thấp, sau đó có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong vài ngày tới. Dự báo, vùng áp thấp này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết ở khu vực Nam Biển Đông và vùng biển Trường Sa. Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, Bộ Tư pháp cho biết, các cơ quan đăng ký hộ tịch trên cả nước đang lưu trữ trên 8 triệu sổ đăng ký hộ tịch các loại, tương ứng với hơn 100 triệu dữ liệu hộ tịch. Cho đến nay, thực hiện kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện số hóa 2.524.892 sổ hộ tịch, với hơn 60 triệu dữ liệu. Trong đó đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên 50 triệu dữ liệu, một số địa phương vẫn đang tiếp tục cập nhật. Đến nay đã có 17 tỉnh, thành phố đã hoàn thành xong nhiệm vụ số hóa, 30 tỉnh, thành phố dự kiến hoàn thành nhiệm vụ trong nửa đầu quý 3 năm 2024. Tuy nhiên, có 16 tỉnh, thành phố tiến độ số hóa sổ hộ tịch còn chậm, có nguy cơ tiến độ số hóa không được bảo đảm theo quy định trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. Nhận thức của các cơ quan có liên quan chưa chính xác, đầy đủ về nhiệm vụ số hóa, công tác này cũng chưa được quan tâm bố trí kinh phí, nhân lực, cơ sở hạ tầng không đủ đáp ứng. Đặc biệt, phần mềm, công cụ, phục vụ việc số hóa, cụ thể là phần mềm 158 vẫn cần phải chỉnh sửa, hoàn thiện nhưng nguồn lực chưa đáp ứng được như mong muốn. Một số dữ liệu hộ tịch không thể cập nhật vào hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử do cảnh báo nội dung thông tin đăng ký không đúng, không cho lưu đối với trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ khi người mẹ mới 12-13 tuổi, đăng ký khai sinh của anh chị em song sinh cùng thông tin nhân thân, đặt tên theo tiếng dân tộc có ký tự đặc biệt. Nhiều sổ hộ tịch qua các giai đoạn bị thiếu trường thông tin hoặc thông tin đồng bộ không chính xác, như chức danh người ký, người đi khai, loại việc, giới tính. Sổ đăng ký hộ tịch còn rất nhiều sai sót do lỗi ghi chép của công chức hộ tịch. Chữ viết của công chức tư pháp hộ tịch trong sổ hộ tịch không đọc được do xấu và quá mờ. Nhiều quyển sổ rách không đầy đủ thông tin, trùng lặp thông tin. Để hoàn thành được nhiệm vụ quản lý dân cư, cùng với sự quan tâm sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, thành ủy và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, các sở tư pháp cần phát huy vai trò tham mưu tích cực, theo sát trong quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc cả về kỹ thuật và nghiệp vụ hộ tịch. Đến 12 giờ 37 phút trưa ngày 9 tháng 7, kẹt xe vẫn kéo dài hơn 2 km trên đường Võ Chí Công, hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy đến vòng xoay Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một. Việc cơ quan chức năng đóng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để xử lý tai nạn giao thông vào sáng sớm khiến hàng loạt tuyến đường khu vực nút giao An Phú như đường Võ Chí Công kẹt xe đến hơn 12 giờ trưa cùng ngày. Tình trạng giao thông càng thêm rối loạn khi xảy ra một vụ va chạm khác giữa xe ô tô và xe đầu kéo tại vòng xoay Phú Hữu. Ghi nhận đến 12 giờ 37 phút trưa ngày 9 tháng 7, kẹt xe vẫn kéo dài hơn 2 km trên đường Võ Chí Công, hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy đến vòng xoay Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một. Nhiều thời điểm xe ô tô chiếm làn xe 2 và 3 bánh khiến người lưu thông xe máy tìm mọi khoảng trống bên đường để thoát thân. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, một xe ô tô đang lưu thông trên đường Võ Chí Công từ vòng xoay Mỹ Thủy hướng về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây bất ngờ xảy ra va chạm với một xe đầu kéo lưu thông hướng cùng chiều đang rẽ phải để vào cảng Phú Hữu. Cú va chạm khiến xe ô tô bể nát một phần đầu xe. Đây là nguyên nhân gây kẹt xe trên đường Võ Chí Công, buộc cơ quan chức năng chốt chặn không cho xe từ đường Võ Chí Công lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để xử lý vụ tai nạn. Trong khi đó, lúc 4 giờ 10 phút ngày 9 tháng 7, ô tô chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, khi đến km 13, địa bàn thành phố Thủ Đức thì lạc tay lái tông vào giải phân cách, sau đó va vào xe container chạy bên cạnh. Vụ tai nạn khiến ô tô biến dạng, bể nát nhiều phần, lật ngang, nằm chắn hết một làn cao tốc. Vụ tai nạn không thiệt hại về người.
khoảng 1 giờ ngày 9 tháng 7, tại khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ sạt lở đất ven sông Rạch Gốc, làm thiệt hại nhiều căn nhà và tài sản của người dân. Cụ thể, vụ sạt lở làm thiệt hại hoàn toàn 4 căn nhà, 2 căn nhà liền kề bị hư hỏng khoảng 50%, 3 căn nhà khác có dấu hiệu bị sạt lở. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Theo các hộ dân, mặc dù sạt lở xảy ra lúc nửa đêm, khi mọi người đang ngủ nhưng do có cảnh giác, phát hiện kịp thời nên kịp ra khỏi nhà và báo động cho các hộ xung quanh. Vì vậy, sự cố chỉ gây thiệt hại về tài sản, không thiệt hại về người. Ông Huỳnh Thanh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Rạch Gốc cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã cử lực lượng gồm dân quân cùng đoàn thanh niên thị trấn Rạch Gốc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời vận động các mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân có nhà bị sạt hoàn toàn xuống sông. Hiện xung quanh khu vực sạt lở, đất bị rạn nứt, khi thủy triều rút, khả năng tiếp tục xảy ra sạt lở rất cao. Vì vậy, chính quyền địa phương vận động người dân tập di dời đồ đạc có giá trị, vật dụng nặng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngày 9 tháng 7, thông tin với báo chí, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Đức, 44 tuổi, khu phố Gò Câu, thị trấn Tăng Bạc Hổ, huyện Hoài Ân để điều tra tội giết người. Đức là hung thủ dùng búa tấn công nhiều lần vào đầu, khiến nữ trung tá Vũ Thị Ái Việt, sinh năm 1979, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an huyện Hoài Ân phải nhập viện cấp cứu vào ngày 7 tháng 7. Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Đức là người có 2 tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và 1 tiền án cố ý gây thương tích. Trong vụ tấn công trung tá Việt, hành vi của đối tượng này rất dã man, dùng búa đánh 4 lần vào đầu nạn nhân. Đáng chú ý, trước đó Đức đã từng cố ý gây thương tích đối với em rể trung tá Việt và bị xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, khoảng 9 giờ ngày 7 tháng 7, trung tá Việt đang điều khiển xe mô tô trên đường, thì bị Đức đi xe máy cầm búa, loại búa đóng đinh cầm tay, tấn công từ phía sau. Ban đầu, Đức đánh một búa vào đầu khiến nữ trung tá ngã xuống xe. Sau đó, đối tượng cầm búa tấn công nhiều lần khiến trung tá Việt bất động. Do bị tấn công liên tục bằng búa, trung tá Vũ Thị Ái Việt bị thương nặng, lún sọ, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Sau khi tấn công chị Việt, Đức lái xe đến trụ sở công an để tự thú. Tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, nữ trung tá khi được đưa đến bệnh viện đã được phẫu thuật cấp cứu. Tuy nhiên, chấn thương quá nặng nên diễn tiến bệnh tình rất xấu. Hiện bệnh nhân vẫn đang hôn mê, rối loạn điện giải, vẫn chưa có chuyển biến tích cực. Ngày 9 tháng 7, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Thuyết về tội giết người. Trong vụ án mạng xảy ra tại xã Nghĩa Dõng khiến 2 người chết, 2 em nhỏ bị thương. Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Thuyết, sinh năm 1967, quê xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, nơi ở hiện nay xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi hoàn thành kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh sẽ gửi toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố bị can. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 6, tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, xảy ra một vụ giết người làm hai vợ chồng là ông T, sinh 1979 và bà B, sinh 1982, chết tại chỗ. Và hai con của vợ chồng ông T là Y, sinh 2018, và N, sinh 2020, bị đa chấn thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh và Công an thành phố Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng, bắt giữ đối tượng gây án đang ẩn náu tại vườn nhà ông T là Lê Đình Thuyết. Lê Đình Thuyết là cháu ruột của cha ông T, quan hệ gia đình con chú bác ruột. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai giữa gia đình ông T và gia đình ông Thuyết từ trước, nên Thuyết có ý định sẽ báo thù. Trong ngày 18 tháng 6, Thuyết đã từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về thành phố Quảng Ngãi, chuẩn bị sẵn một con dao. Đến 21 giờ cùng ngày, Thuyết đột nhập vào vườn nhà ông T và ẩn nấp trong vườn chờ đến sáng hôm sau gây án.
Ngày 9 tháng 7, Công an tỉnh Long An cho biết, tại trại tạm giam B34, Cục An ninh điều tra Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Công an tỉnh Long An, ngày 2 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, nơi tự xưng tỉnh Thất Bồng Lai hoặc Thiền Am bên bờ vũ trụ. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại về những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc có hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiến hành điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An có đủ chứng cứ xác định đối tượng Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, tòa đã tuyên phạt Lê Thanh Nhất Nguyên 4 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định. Ngày 9 tháng 7, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã triệt phá nhiều đường dây băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Trước đó, ngày 3 tháng 7, Công an quận Tân Phú đã triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc, bắt giữ 11 người tham gia cá độ bóng đá tại đường CN6, phường Sơn Kỳ, do V và A cầm đầu. Bước đầu, Công an xác định cả hai sử dụng tài khoản đăng nhập vào một trang web để tổ chức cá độ bóng đá cho người có nhu cầu. Trước đó, tối ngày 30 tháng 6, Công an cũng ập vào kiểm tra quán cà phê ở đường Cầu Xéo, phường Tân Sơn Nhì. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang N, sinh năm 1974, ngụ quận 11, đang có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cùng 7 người khác. Cùng ngày, Công an ập vào quán cà phê ở đường Lê Đình Thụ, phường Tân Thành, kiểm tra, bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Hay trước đó, ngày 27 tháng 6, Công an ập vào kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Dê, sinh năm 1970, ngụ quận Tân Phú, đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng cùng 10 người khác tại quán cà phê trên đường Lưu Chí Hữu, phường Tây Thạnh. Ngày 9 tháng 7, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ nghi mâu thuẫn tiền bạc nên chồng dùng xăng đốt vợ khiến cả hai bị bỏng nặng. Trước đó, khuya ngày 8 tháng 7, người dân sinh sống ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện căn nhà tại đây bốc cháy. Lúc này, mọi người chạy qua phát hiện ông N, sinh năm 1991, ngụ tỉnh Cà Mau, và bà D, vợ ông N, sinh năm 1991, ngụ huyện Bình Chánh, đang bị bén lửa cả người. Người dân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa đưa hai vợ chồng đi cấp cứu. Sự việc được báo công an. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Bước đầu ghi nhận hiện trường có mùi xăng. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là nghi mâu thuẫn tiền bạc nên ông N dùng xăng đốt vợ.